là một người mẹ, phải chăng bạn cũng đang tự dằn vặt bản thân mình hàng đêm vì điều này? Còn bạn giật mình thức giấc, khóc thét vì đói, nhưng bạn không có cách nào để làm dịu cơn đói của con. Bạn đang bị thiếu sữa. Nuôi con bằng sữa mẹ có thực sự quá khó như bạn vẫn nghĩ? Với những bà mẹ đang bị thiếu sữa, cách gọi sữa về nhanh và hiệu quả nhất là bổ sung thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày các loại hạt dinh dưỡng và đậu có nguồn gốc thiên nhiên để kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh hơn. Mami's Food đã tạo ra các sản phẩm bột ngũ cốc lợi sữa được rang xây mịn từ hỗn hợp các loại hạt maca, hạnh nhân, quả ốc chó, yến mạch, hạt sen và các loại đậu giàu dinh dưỡng, tăng cường dưỡng chất cho sữa mẹ để bé phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. Với tỷ lệ vàng, không tác dụng phụ, không gây kích ứng với cơ thể non yếu của bé, giúp các bà mẹ cải thiện nguồn sữa chỉ sau 3-5 ngày sử dụng. Sản phẩm đã được kiểm định giá trị dinh dưỡng, không sử dụng các thành phần hóa học, rất an toàn cho người sử dụng. Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hãy đong đầy tình yêu thương của mẹ cho con bằng cách sử dụng các sản phẩm lợi sữa của Mami's Food. Sản phẩm lợi sữa cho mẹ chỉ là một vài trong những sản phẩm của công ty Mami's Food. Ngoài ra, chúng tôi còn có các sản phẩm khác dành cho các giai đoạn phát triển khác nhau của bé. Mami's Food, đong đầy tình yêu.